Vừa vào công ty, Vân Anh đã bị Linh cho người thăm dò. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Thông tin Vân Anh trở thành trợ lý của Lâm nhanh chóng đã lọt vào tai của Linh. Nếu là một trợ lý nam thì có lẽ cô ta sẽ không hề quan tâm, nhưng đây lại là một trợ lý nữ. Linh e rằng sau này Vân Anh sẽ trở thành mối đe dọa của mình. Chính vì vậy mà cô ta đã cố tình sắp xếp cho trợ lý của mình tiếp cận với Vân Anh để điều tra thông tin về cô ấy. Vì cứ nghĩ cũng là đồng nghiệp với nhau nên Vân Anh cũng nhiệt tình đi ăn cùng với người trợ lý của Linh. Cô trợ lý này hỏi rất nhiều thông tin về Vân Anh, không những về công việc mà còn có những chuyện liên quan tới đời tư của Vân Anh nữa. Nhưng Vân Anh ở đâu, gia đình như thế nào và có bạn trai hay chưa? Dù với bất kỳ câu hỏi nào thì Vân Anh cũng trả lời rất nhiệt tình. Cô ấy còn thật thà cho biết rằng thực chất Vân Anh vẫn còn đang ở nhà trọ, tiền không có để mà ăn thì làm sao nghĩ tới chuyện có người yêu được. Sau buổi đi ăn với Vân Anh, trợ lý của Linh cũng đã về kể lại hết thông tin này cho Linh nghe. Cô trợ lý còn hỏi Linh rằng có phải Linh đang sợ Vân Anh sẽ trở thành tình địch của mình hay không? Linh ngạo nghễ nói rằng sợ thì không hẳn là sợ, bởi vì Vân Anh không phải là người đầu tiên tiếp cận với Lâm. Cách mà Vân Anh đến gần Lâm giống y chang với cách mà ngày xưa Phượng tiếp cận với anh ấy. Và dù cho là ai đi chăng nữa thì cũng không ai có đủ khả năng có thể trở thành người yêu của Lâm. Thứ nhất là Lâm vẫn còn vương vấn về Thi rất nhiều. Nếu như anh ấy bắt buộc phải chọn một ai đó để làm vợ thì chắc chắn Lâm sẽ chọn người thật sự yêu thương mình và yêu thương gia đình của anh ấy. Mà người đó không ai khác, chỉ có thể là Linh. Thứ hai là từ trước tới giờ, Linh chưa bao giờ thua cuộc trước bất kỳ một cô gái nào có ý đồ với Lâm cả. Nếu không thì tại sao đến tận bây giờ Lâm vẫn không có một mối tình nào khác ngoài Thi như vậy? Chẳng qua là lúc trước do Linh còn bận việc ở công ty nên không thể ở cạnh Lâm mà thôi. Trong khi đó thì Lâm ở nước ngoài có nhiều thời gian tiếp xúc với Thi, chính vì vậy mà Linh mới vụt mất cơ hội. Nhưng dù sao thì Thi cũng đã chết rồi, giờ thì Lâm cũng đã chịu về công ty Đại Dương để làm việc. Linh dám chắc rằng kể từ bây giờ Lâm sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi bàn tay của Linh hết. Cô trợ lý nghe như vậy thì cũng gật gù rồi khen Linh rằng đúng là một cô gái cao tay. Nhưng cô trợ lý lại không biết bây giờ họ phải đối phó với Vân Anh như thế nào. Linh bình tĩnh nói với trợ lý rằng không có gì phải vội vàng hết, cứ để một thời gian xem phản ứng của Vân Anh đối với Lâm ra sao, có thật sự là Vân Anh muốn tiếp cận với Lâm vì mục đích khác hay không. Nếu thật sự là như vậy thì Linh sẽ cố gắng tìm cách để đối phó. Nhưng nói gì thì nói, để một người con gái suốt ngày kề cận bên Lâm cũng không phải là một lựa chọn hay. Thế nên khi nào Linh nắm được điểm yếu của Vân Anh thì lúc đó cô ta sẽ có cách để loại Vân Anh ra khỏi công ty. Nhưng cách mà sắp tới Linh sẽ sử dụng với Vân Anh sẽ là cách gì? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.